Ngày 30 tháng 6, Chư Tôn Đức Tăng Ni trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã phân tập về chùa Giác Hoa, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn để tụng kinh di giáo và thực hiện nghi thức quá đường trong mùa an cư. Quan lâm chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Hạnh Chơn, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn, Thượng tọa Thích Huệ Phát, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã, Sư cô Thích Nữ Thông Tuệ, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo thị xã, trụ trì chùa Giác Hoa cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở chùa trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Trong không khí trang nghiêm tại chánh điện chùa Giác Hoa, Chư Tôn Đức đã niêm hương bạch Phật và đồng tụng kinh di giáo, sau đó thực hiện nghi thức quá đường với bữa cơm lục hòa do đạo tràng đạo hữu Phật tử chùa Giác Hoa phát tâm cúng dường. Dịp này, chùa Giác Hoa còn tổ chức khóa tu Bát Quan Trai Giới, có hơn 200 Phật tử địa phương tham gia tu học một ngày tại chùa.